Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Mến chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở ấp Tư, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay đến quen dân cưa cây xoài. Thì cây xoài này cũng rất là to. Bên dưới cây xoài này có một ngôi miếu. Kế bên là những hàng kiển. Bên ngoài là cái hàng rào, bên trên là cái đường dây điện. Một chút anh dân sẽ cưa cây xoài này như thế nào, xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình. Thì cây xoài này khoảng 60 năm cả nhà. Quá bự luôn. Tại trước nhà vùng lại hình thức cây nó tàn nó hơn nó nhỏ. Cái xoài này cái gì vậy anh? Xoài hòn ghép cây đài loan. Ồ, xoài hòn ghép đài loan. Cái nhỏ nghe là được đài loan. Quá to. Dân ôm không có giáp luôn. Bên dưới có cái miễu với những cây kiển nè. Anh dân phải treo dây. Đưa anh chú nhà anh phụ anh dân. Anh đụng dạ. Anh đụng dạ. Hết nó lầm. Anh đụng em rồi. Xoài đài loan nè, nhỏ nhỏ ăn rất là ngon nè. Vì nó lão quá rồi nên anh chủ nhà cưa bỏ để cho nó khoảng trống ánh sáng xuống dưới cái kiển. Rồi tiếp tục một nhánh nữa. Rồi đi. Rồi. Hay vậy. Hả? Mấy thứ? Trời ơi, nhiều quá biết mua nào. Thấy được một lớp rồi hay ạ. Trời ơi, trời trời, nó nặng. Cái nhánh này khác nặng, nó kéo hả? Kéo đi tè tè luôn nè, trời ơi. Ôi, cái nhà thấy nè. Mấy cái xài, xài nữa nè. Rồi, xài xài đây đó. Nó mềm mềm á cái nhà. Ngon quá. Đi.
Tiếng máy cưa còn giòn hơn tiếng của máy cưa anh Dân nữa.
Thank you.
này cũng khá nặng. Anh Văn thở cái gì? Cái quà nó lóng, cái quà nó lớn quá, xài cưa lớn không hề xài cưa nó luôn. Anh Văn xài cưa nó luôn hả? Cưa ngang nữa tại đường chặt có ngã luôn. Là có một vợ mà anh Văn yếu rồi còn thêm hai vợ anh Văn thì sao này? Không có khỏe lại chứ. Khỏe lại. Tại vì cái cưa hôm nay anh Văn cái xài cái cưa nhỏ phải anh em cái cưa bự anh cưa cái một ha. Không biết xài bự phải. Cưa cây lam bự á. Còn cái gì? Không biết xài. Rồi. Đây, ở đây nè. Nè. Nó trời quá rồi. Rồi mà nặng quá không xô nó không ngã nè. Lấy sợi dây đi, lấy sợi dây trên đầu nè, gỉ qua. Gỉ nữa. Rồi. Bây giờ lấy sợi dây gỉ qua tại vì nó nặng quá xô không có nào nổi. Nè, sợi dây kìa. Nó rất là lớn. Vô 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 hay quá quá trời cái xài cái hoành khủng khiếp luôn biết cái xài
Ủa, xài, anh ăn cưa cũng rất là đẹp luôn á, nhưng mà nó quá nặng nên không có nào mà xô nó ngã, hai người một hai người kéo một người xô thì cái xài này mới ngã được cả nhà, rất là an toàn. Mình cũng xin tạm kết thúc video tại đây cả nhà nha, cả nhà những video mới tiếp theo. Ủa cái xài này khoảng bao nhiêu quạnh à anh Dân? Dạ. Kính này có 80 nếu mà được kính này có 80 250 260 250 quạnh. Tính là khoảng 300 quạnh cả nhà. 300 mấy lần quạnh.